trai phải đi nhanh hơn một chút thì mới kịp xem trận chung kết đấy. Không sao, với con mắt tinh tường của em thì kiểu gì cũng tìm ra được người có hiệu ứng truyền thông thôi mà. Em không dám chủ quan thế đâu. Dù sao mình chọn gương mặt đại diện, phải theo dõi cả quá trình nỗ lực của vận động viên, từ lúc tập luyện cho đến khi thi đấu, đo được mức độ thiện cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho vận động viên tại thời điểm này. Và quan trọng nhất là người đó không vướng scandal. Vậy chắc em cũng đã chuẩn bị cho mình một vài phương án rồi đúng không? Em đồng tình với quan điểm chọn gương mặt của anh. Một gương mặt khí chất, nhiều năng lượng và truyền cảm hứng. Nên em có nghiên cứu hồ sơ và lộ trình sự nghiệp của vài vận động viên. Và em để ý đến đâu? Vì sao? Trong khi Đông không phải là gương mặt mới, ngoại hình cũng như thành tích thi đấu cũng không có gì nổi trội cả. Có những người sinh ra đã có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó, mọi thứ đến với họ thật dễ dàng. Nhưng có những người khác khó khăn hơn, nhưng sau mỗi lần vấp ngã họ vẫn tiếp tục đứng dậy. Đó là những người bản lĩnh, ý chí và kiên trì đến cùng. Và điều đó sẽ truyền cảm hứng cho tất cả mọi người có quyền hy vọng và nỗ lực và sự thay đổi bản thân trong tương lai. Người bình thường nào cũng có thể trở thành người phi thường. Sáng, thế là bên nào thắng? Hai đèn sáng, nhưng trọng tài sẽ bắt bên nào có quyền chủ động hoặc bị động. Anh chờ quyết định của trọng tài đi. Attack, no, có attack, tus, boy. Về trước, em ở lại chọn xem ai sẽ là gương mặt đại diện cho truyền thông quảng bá sắp tới của báo. Ok sếp, em sẽ chọn đúng ý sếp thôi. Này, dặn phóng viên phỏng vấn và chụp ảnh kỹ Đông rồi nhé. Sếp, em tưởng là sếp đang đi xem đồ kiếm à? Xong rồi. Hình ảnh này em nghĩ sẽ rất viral. Hay là tôi lấy xe máy chở chị về? Cô định uống rượu rồi đi xe à? Cùng lắm là chị lại ngồi lên xe, tôi dắt chị đi như lần trước ấy. Cậu có đủ sức dắt tôi về đến tận nhà không? Tôi từng cõng chị lên tận nhà đấy.
cõng với rác khác nhau mà. Này, lần trước cậu làm tôi ngã một vố, tôi còn chưa thể bắt đền đấy. Nhìn đấy, ân hận hay muốn xin lỗi thì cũng muộn rồi. Tôi không cần. Này, tôi thật nhá, chị đừng làm cái bộ mặt chảnh chị. Ý của tôi là ấy, chị cứ cười thoải mái sảng khoái ra sẽ xinh hơn đấy. Tôi không cười vẫn xinh mà. Uệ. Tôi thử thả thính chị thôi. Đáng lẽ chị phải giả vờ ngượng ngùng một tí chứ. Ha ha. Sao phải ngượng? Đừng thả, tôi không dính thính đâu. Chào em yêu nhé. Ồ, đâu, anh tới luôn. Dũng ơi, anh bảo. Vào đây anh bảo. Đi vào đây anh bảo. Gì? Anh bảo vào đây hai cực. Ngồi xuống, ngồi xuống. Nốt. Ê, kẹo à? Chính thằng anh trai mày bùng kéo trước. Ủa, không có đi đâu hết. Không. Dũng. Ý. Nghe anh nói đã. Anh đang giúp mày đấy. Bây giờ rửa cho nhanh cái đống bát này, rồi lên rủ em Đông đi chơi riêng. Nào. 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 Lên đó. Anh cũng đã nói em là một cô gái đặc biệt, và anh cũng có cảm xúc với em. Vậy em có thể hiểu câu trả lời là có, đúng không ạ? Vậy mình hãy thử hẹn hò đi, biết đâu anh sẽ phải yêu em thì sao? Anh dám không? Em thách anh nha. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin, vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nó. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ con lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Tỉnh ngộ đi, đừng ngu ngốc nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.